Kính chào quý vị, chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Và đừng quên theo dõi những thông tin thời sự luôn được chúng tôi cập nhật trong các bản tin chương trình thời sự trên sóng truyền hình VTV. Thưa quý vị, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa 7 đã thông qua nghị quyết 27 về đề án cải cách chính sách tiền lương đến năm 2030 với nhiều cải cách mang tính đột phá. Cán bộ công chức viên chức kỳ vọng đề án cải cách chính sách tiền lương lần này có thể đảm bảo được cuộc sống. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong gõ cửa ngày mới. Trong câu chuyện Ai thế nào vì sao hôm nay, mời quý vị làm quen với người đã gây dựng lớp học làm bánh miễn phí dành cho người khuyết tật. Hơn thế, cô giáo này còn có những nghĩa cử rất đáng trân trọng. Chúng ta sẽ biết trong ít phút nữa. Chở quá người quy định là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong luật giao thông đường bộ. Thế nhưng trong thực tế, tình trạng này vẫn khá phổ biến. Việc chở người quá quy định không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho chính những người tham gia. Nội dung trong một chia sẻ ở phần cuối chương trình. Bây giờ là phần cập nhật những thông tin nổi bật được ghi nhận trong vòng quay 24 giờ. Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn. Thông qua báo cáo đánh giá ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước. Huyện Xuyên Mộc, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Mở đầu vòng quay 24 giờ là thông tin ghi nhận về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Thưa quý vị, các bộ trưởng, trưởng ngành trực thuộc chính phủ đã trả lời nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến năng suất lao động trong nông nghiệp, tổ chức sản xuất nông nghiệp, tháo gỡ giảm sự phiền hà cho người dân trong sử dụng căn cước công dân. Đại biểu Quốc hội đã tranh luận với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì cho rằng báo cáo của Bộ trưởng tuy hồng, nhưng trên thực tế, đời sống của nông dân còn rất cực khổ, năng suất lao động của ngành nông nghiệp còn thấp so với năng suất bình quân chung. Cái năng suất lao động á, năm 2015 á, thì năng suất lao động của ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ là 38,5%, còn hiện nay thì năng suất lao động chỉ có 38% so với năng suất bình quân chung thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái gốc vấn đề đây là phải quan tâm đến cái tổ chức sản xuất ở tại nông nghiệp, ở tại hộ nông dân. Và thứ hai là triển khai ứng dụng khoa học công nghệ ở tại nông dân. Vì hiện nay người nông dân bươi trên cái mảnh đất của mình, trồng cái gì, nuôi con gì là không biết hỏi ai. Trong khi hôm qua tôi nghe Bộ Khoa học Công nghệ báo cáo, tôi rất là vui là cái tính chất về khoa học đóng góp vào cái giá trị là 30%. Nhưng mà còn rất là khiêm tốn. Xin được trả lời này. Thứ nhất là trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, mặc dù thời gian qua, khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn có những khởi sắc nhất định, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn. Những năm gần đây là cái thành tích của cả hệ thống chính trị chúng ta, sự cố gắng của toàn dân các thành phần kinh tế. Tuy nhiên đây vẫn là cái khu vực mà còn khó khăn, kể cả về đời sống, kể cả về sản xuất, đặc biệt là năng suất lao động. Đó là cái điều tất yếu. Và chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật đó. Do đó chúng ta có nhóm giải pháp tập trung chung, tổng thể, đó là cái tái cơ cấu kinh tế để làm sao đưa nền kinh tế phát triển thì khu vực này mới có điều kiện phát triển. Xin được trả lời này. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong các nhóm giải pháp thì phải tập trung vào giải pháp công nghệ. Đây là một yếu tố bản lề thúc đẩy năng suất lao động, tái cơ cấu nông nghiệp, cũng như chương trình nông thôn mới ở khu vực này. Điều này sẽ vừa đáp ứng được mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, vừa đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đồng thời cũng nâng cao đời sống nhân dân. Thông tin về quy trình thủ tục thời gian cấp căn cước công dân, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay, trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy định, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp thống nhất hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong thực tế để giảm phiền hà cho công dân. Cụ thể là việc cấp giấy xác nhận chứng minh nhân dân, giao cho cơ quan làm thủ tục cấp căn cước công dân có trách nhiệm xác minh những nội dung thông tin cá nhân ghi trên sổ hộ khẩu chưa đúng với giấy tờ của công dân. Đến nay qua 3 năm đã thực hiện công tác cấp căn cước công dân, vẫn còn một số nội dung cần phải điều chỉnh theo hướng cải cách hành chính, giảm phiền hà cho công dân. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, thời gian tới, Bộ Công an đã đưa vào chương trình xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 07 và các thông tư hướng dẫn thực thi luật căn cước công dân vào trong quý 1 năm 2019. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, trong quá trình sửa đổi bổ sung quy định, Bộ Công an sẽ điều chỉnh bổ sung các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, giảm phiền hà cho công dân. Tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo quốc tế về thực hiện bản ký kết hỗ trợ người khuyết tật, nạn nhân bom mìn và chất độc hóa học. Theo thống kê, thì Việt Nam là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn và chịu hậu quả nặng nề nhất trên thế giới.
Ước tính số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam còn khoảng 800.000 tấn, làm ô nhiễm trên 20% diện tích đất đai toàn quốc. Bên cạnh đó, thì Việt Nam còn khoảng 4,8 triệu người bị nhiễm chất độc da cam dioxin, hơn 8 triệu người khuyết tật. Thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, Việt Nam phấn đấu xử lý được 50.000 hecta đất một năm để giảm tỷ lệ ô nhiễm bom mìn xuống dưới 15%, nhất là các tỉnh bị ô nhiễm nặng. Đồng thời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát 100% số người tham gia kháng chiến và con cháu của họ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin để hưởng chính sách của nhà nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng tăng cường công tác tuyên truyền, hợp tác quốc tế, vận động tài trợ để thu hút tối đa các nguồn nhân lực, trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Hiệp hội sữa Việt Nam vừa tổ chức hội thảo chuyên đề truyền thông sữa và sản phẩm sữa với dinh dưỡng học đường. Tại hội thảo vẫn còn những ý kiến trái ngược nhau giữa Bộ Y tế, Hiệp hội sữa và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chỉ sử dụng loại sữa tươi hay bổ sung thêm các loại sữa khác cho chương trình này. Theo Hiệp hội sữa Việt Nam, việc chỉ sử dụng sữa tươi trong chương trình sữa học đường hiện nay là không hợp lý. Vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản đề xuất với Chính phủ, ngoài sản phẩm sữa tươi, các sản phẩm sữa dạng lỏng cũng được tham gia chương trình sữa học đường. Ngoài cái sản phẩm sữa dạng lỏng thì chúng ta có thể bổ sung thêm các cái sản phẩm khác như là sữa chua hay là phô mai, bởi vì trong các cái sản phẩm này cũng có hàm lượng protein và cái đặc biệt là cái canxi rất cao, giúp cho cái xương của trẻ em mà được phát triển. Bác quan điểm của Bộ Y tế và Hiệp hội sữa về việc nên mở rộng các sản phẩm sữa để phục vụ chương trình sữa học đường. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, sản lượng sữa nguyên liệu từ đàn bò trong nước hoàn toàn cung cấp đủ cho chương trình sữa học đường, mà không cần phải bổ sung các loại sữa dạng lỏng khác. Năm 2018, dự kiến sản lượng sữa nguyên liệu đạt trên 960.000 tấn. Như vậy, chỉ tiêu đến năm 2020 là 1 triệu tấn trong chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 là hoàn toàn có thể đạt được. Nó trên 11 triệu học sinh, và giả dụ chúng ta đặt bài toán là cho tất cả học sinh của chúng ta 220ml uống hàng ngày, 280 ngày trong một năm, thì báo cáo với các anh các chị là chúng ta sẽ hết khoảng độ gần 580.000 tấn sữa tươi nguyên liệu. Và như thế thì sữa tươi nguyên liệu ở trong nước nếu tập trung cho chương trình sữa học đường thì thoải mái, không có vấn đề gì. Cũng theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc ưu tiên sử dụng sữa tươi còn thúc đẩy tăng trưởng đàn bò sữa trong nước, tạo việc làm cho nông dân, hạn chế nhập khẩu sữa bột vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm, chiến tranh thương mại. Do vậy, khi chưa có văn bản nào thay thế bổ sung, thì nên thực hiện theo quy định này. Phòng quay 24 giờ tiếp tục với những thông tin ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2017. Hiện tại, tổng giá trị sản xuất địa phương đạt hơn 18.325 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.167,4 tỷ đồng. Công tác giải quyết khiếu nại đền bù giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm. Làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị thị xã chú trọng giải quyết các vấn đề tồn động trong lĩnh vực quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép, quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện giải quyết dứt điểm tình trạng xe quá tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước thực hiện hơn 76.710 tỷ đồng, đạt 119% dự toán và bằng 106% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 18.413 tỷ đồng, bằng 104% dự toán. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xây dựng dự toán ngân sách năm 2019 là tổng thu ngân sách nhà nước hơn 70.729 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán năm 2018 và đạt 92% so với ước thực hiện thu của năm 2018. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 18.259 tỷ đồng, đạt 103% so với dự toán năm 2018. Tại cuộc họp bàn về lĩnh vực tài chính ngân sách, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với những báo cáo đánh giá cũng như đề xuất của Sở Tài chính. Để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách nhà nước năm 2019, ông Nguyễn Thành Long đề nghị các địa phương phải đảm bảo nguồn thu đề ra. Trong đó, hai địa phương thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ cần tranh thủ các nguồn thu từ các doanh nghiệp đầu tư,
nguồn thu từ giao dịch đất đai. Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện có 7 nhà hàng nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống trên sông, tại khu vực sông Rạn, đoạn từ cầu Bà Nanh đến cầu Đá, Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Các phương tiện vận chuyển hành khách ra vào khu vực nhà bè, kinh doanh ăn uống đã có đăng ký, đăng kiểm phương tiện, trang thiết bị phao cứu sinh và người lái có chứng chỉ lái phương tiện theo quy định. Tuy nhiên, để sắp xếp chấn chỉnh hoạt động của các nhà bè kinh doanh dịch vụ ăn uống, Sở Giao thông Vận tải đề nghị phải khoanh vùng khu vực cho phép lắp đặt nhà bè kinh doanh ăn uống trên sông. Khu vực quy hoạch này được Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành thống nhất tại khu vực sông Rạn, đoạn từ cầu Bà Nanh đến cầu Đá Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Tại cuộc họp bàn về vấn đề này, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải quy hoạch số lượng nhà bè được kinh doanh trong khu vực, quy định bến bãi, phương tiện và những điều kiện để vận chuyển hành khách. Sở Giao thông Vận tải ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành và địa phương để quản lý các nhà bè kinh doanh ăn uống. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sắp xếp các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại khu vực khoanh vùng nhà bè kinh doanh ăn uống để đảm bảo nuôi trồng thủy sản của người dân. Chuyển sang một số thông tin văn hóa xã hội an toàn giao thông đáng chú ý. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình năm 2018. Với sự tham gia của gần 300 đại biểu là lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, cán bộ phụ trách công tác gia đình các phòng văn hóa thông tin, công chức văn hóa các xã, phường, thị trấn. Các đại biểu cũng được triển khai những quy định mới đối với lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình như Nghị định số 122 năm 2018 của Chính phủ, quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa, quyết định số 4843 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng với Trung tâm Văn hóa tỉnh. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, có 4 phòng, đội chuyên môn, kỳ phụ. Việc thành lập trung tâm phù hợp với chủ trương tinh giản tổ chức bộ máy của tỉnh giai đoạn 2015-2021. Sở Y tế tổ chức hội thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá, luật phòng chống tác hại của thuốc lá cho công chức, viên chức, lao động đang làm việc tại các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và các trạm y tế. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 2 phần thi kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung thi xoay quanh các kiến thức liên quan đến luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá, các mô hình xây dựng môi trường không thuốc lá. Hội thi là dịp để các nhân viên y tế giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trong cộng đồng, xây dựng cơ sở y tế không thuốc lá, tạo hiệu ứng lan tỏa về phòng chống tác hại thuốc lá trong cộng đồng. Thưa quý vị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên một địa bàn rộng lớn và đang ngày càng thu hút đông du khách như Xuyên Mộc là một nhiệm vụ khó khăn và rất áp lực. Nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 11 tháng qua, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. Tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 10 năm 2018, huyện Xuyên Mộc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, làm bị thương 17 người. So sánh với cùng kỳ năm 2017, số tai nạn giảm 7 vụ, số người chết giảm 3 người, số người bị thương giảm 10 người. Ngay từ đầu năm nay, Ban An toàn Giao thông huyện Xuyên Mộc đã đề xuất huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Với vai trò nòng cốt, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật giao thông, tổ chức tuần tra xử phạt có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những đối tượng, những hành vi, khu vực, thời điểm thường xảy ra tai nạn giao thông. Việc tuần tra kiểm soát giao thông không chỉ tại các tuyến đường trọng điểm mà còn mở rộng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Vào các ngày nghỉ trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi là tăng cường xuống các xã từ 16 giờ hàng ngày đến 22 giờ đêm. Thì phối hợp với các công an xã thì tuần tra khép kín địa bàn liên tục trong tất cả các ngày nghỉ trong năm. Thì qua cái công tác tuần tra kiểm soát phối hợp với công an xã, huy động lực lượng công an xã thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái chuyển biến tích cực ở địa bàn các xã, đặc biệt là ý thức chấp hành luật giao thông của người dân ở các địa bàn vùng sâu xa được nâng lên. Và qua đó số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn các xã được tăng cường cũng như là chắc cái địa bàn giao thông nông thôn là đỡ được kéo giảm. Sự có mặt thường xuyên của lực lượng chức năng tác động rất lớn đến ý thức chấp hành luật giao thông của người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên. Cảnh sát giao thông của huyện thường xuyên đi tuần tra kiểm soát để mà nhắc nhở và ngăn chặn những trường hợp là coi như không chấp hành luật lệ giao thông. Thì cảnh sát giao thông của huyện thường xuyên tuần tra như vậy thì là cũng là đảm bảo tình hình trật tự trên tuyến là được ổn định.
các thanh thiếu niên không còn là coi như chạy xe lạng lách. Năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Xuyên Mộc phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông cho người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi phần nhiều người dân nông thôn và đồng bào dân tộc ít có điều kiện cập nhật những thông tin mới về tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như những quy định mới liên quan đến lĩnh vực giao thông. Tham gia lớp tập huấn này thì em cũng rút nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình, với lại cho con cái nhà nó đi xe rồi này kia mình về mình kiếm tiền lại cho nó. Nhưng mà em nghĩ là cái lớp tập huấn này nè, mà nếu mà có thời gian hoặc là có điều kiện nữa là tổ chức thêm một cái lớp để cho mấy đứa mà thanh niên nó chưa đủ tuổi chạy xe, để mình răn đe nó hoặc là mình chỉ dạy nó như thế nào đó. Những hạn chế về hạ tầng giao thông cũng được huyện Xuyên Mộc quan tâm khắc phục. Ban An toàn giao thông huyện Xuyên Mộc đã tham mưu huyện cho chủ trương mở rộng một số đoạn đường công, cải tạo, nâng cấp, lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng trên một số tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Tại một số địa bàn nông thôn, chính quyền địa phương đã vận động người dân đóng góp tiền lắp đèn chiếu sáng trên một số tuyến đường nội bộ. Không có đèn họ thấy không yên tâm. Có đèn, có đường sáng thì họ đi trong này thì phần lớn là họ đi hết. Họ thấy là thuận lợi này, an toàn này. Và tất cả đèn điện của các tổ nào liên kết tổ đó coi như là 100% không có một cái bóng nào là sót. Chạy một cái là tổ trưởng thay ngay. Xuyên Mộc đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông và tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông nhằm duy trì đà kéo giảm tai nạn giao thông. Dưới sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là ý thức chấp hành luật giao thông của người dân ngày càng cao, huyện Xuyên Mộc đang hướng đến mục tiêu năm thứ ba liên tiếp kéo giảm tai nạn giao thông. Thưa quý vị, tại thành phố Vũng Tàu có một lớp học đặc biệt, lớp học nghề làm bánh dành cho người khuyết tật. Không chỉ được hỗ trợ học nghề miễn phí, những học viên tại đây còn được tặng một số dụng cụ phục vụ cho việc làm bánh sau khi kết thúc khóa học. Nhiều học viên tại lớp học này khi ra nghề đã có thể tự tạo việc làm, nuôi sống bản thân. Giáo viên của lớp học đặc biệt này là chị Lê Thị Thanh Thiện, người vừa phụ trách việc giảng dạy, vừa tích cực huy động các nguồn lực xã hội để có kinh phí hỗ trợ học viên. Lớp học nghề làm bánh do chị Lê Thị Thanh Thiện gây dựng từ năm 2002. Điều đáng ghi nhận là lớp học đón nhận rất nhiều học viên là người khuyết tật. Với những học viên bình thường, khóa đào tạo chỉ kéo dài khoảng vài tuần. Còn với học viên khuyết tật, thời gian học có thể kéo dài vài tháng. Và học làm đủ 60 loại bánh thì phải mất đến nửa năm. Từ năm 2002 đến nay, chị Lê Thị Thanh Thiện đã dạy nghề cho gần 60 học viên là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số hoàn toàn miễn phí. Không những thế, sau khi kết thúc khóa học, học viên là người khuyết tật được tặng một máy đánh trứng trị giá 750.000 đồng. Nhiều học viên ra nghề đã tự tạo việc làm cho mình để nuôi sống bản thân. Cô Thiện cô rất là nhiệt tình, cô rất là nhiệt tình và cô rất là thương người khuyết tật. Thì trong lớp học thì cô biết là ai cũng khó khăn hết. Cô có tài trợ cho mỗi em là một cái máy đánh trứng 750.000. Rồi đồng thời là cô cũng nói chung là cô tạo điều kiện tối đa cho tụi học, nên là rảnh thời gian nào thì mình có thể mình tới học thời gian đó. Mình không có muốn là lệ thuộc quá nhiều vào gia đình, muốn tự lập. Thì qua học cái nghề làm bánh á, thì cô cũng tạo điều kiện cho tôi và các bạn cũng rất là nhiều. Qua đây tôi cũng cảm ơn cô. Chi phí tổ chức lớp học dạy nghề cho người khuyết tật, chị Thiện sử dụng từ chính nguồn học phí của những lớp dạy làm bánh cho học viên bình thường tại nhà văn hóa thanh niên. Bên cạnh đó, chị còn vận động các nguồn lực khác để hỗ trợ cho học viên khuyết tật, giúp người khuyết tật có điều kiện vươn lên sống tốt, sống có ích. Quan điểm của tôi là tôi thích đi cho cần câu hơn là cho con cá. Tôi muốn tạo một cái nghề mà nhất là cái nghề bánh, thì cái nghề này là trong tương lai rất phát triển và cái nghề nấu ăn. Do đó tôi đem cái nghề của mình đi chia sẻ để cho các bạn có một cái hành trang, có một cái nghề để mà tự kiếm sống, vượt khó, vượt cái mặc cảm của người khuyết tật. Các bạn phải đứng trên đôi chân. Khi mà giảng bài cho các bạn, tôi cũng nói các bạn phải đứng trên đôi chân của các bạn thì các bạn mới đi vững, đừng dựa dẫm người khác. Không chỉ dạy nghề làm bánh miễn phí cho người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn, chị Lê Thị Thanh Thiện còn thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện do Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin và Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức và các chương trình từ thiện vì cộng đồng khác.
giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cả trong và ngoài tỉnh. Cô đồng hành với cái hội là trong cái việc là giúp đỡ cho là đối tượng, ví dụ ngày lễ, ngày Tết và đều là vận động là quà. Tuy là hoàn cảnh cũng khó khăn nhưng mà rất là quan tâm đến công tác từ thiện này, và đặc biệt trong cái thời gian học nghề này á, là cô phải nói rất là nhiệt tình. Đấy, về mở lớp học này nếu không có là cô thì hội sẽ gặp khó khăn, chưa chắc mở được. Chị Lê Thị Thanh Thiện đang chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục mở thêm các lớp học làm bánh cho những người khuyết tật có nhu cầu học nghề tại các huyện và thị xã trong tỉnh. Đào tiền ảo làm tăng nhiệt độ trái đất. Mỹ thúc đẩy vị thế trong không gian. Sử dụng chó để phát hiện bệnh sốt rét. Phát hiện bạch tuộc hiếm dưới biển. Thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu mở đầu bản tin Thế giới 360 độ sáng nay. Thưa quý vị, các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động và được xây dựng tại châu Á đe dọa mục tiêu ngăn chặn tình trạng trái đất ấm dần. Đây là khẳng định của Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, ông Fatih Birol. Ông Fatih Birol cho biết, năm ngoái lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính phát ra từ các nhà máy nhiệt điện, vốn chiếm khoảng 3/4 tổng lượng khí thải, đã tăng trở lại sau 3 năm duy trì mức ổn định. IEA dự đoán lượng khí thải này sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Dự báo của IEA cho biết, năm ngoái, sản lượng điện từ các nhà máy nhiệt điện tăng 4% tại Trung Quốc và 13% tại Ấn Độ. Đầu tháng 10, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu đã báo động về tình trạng trái đất ấm dần lên và cho rằng cần phải duy trì mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp nếu không muốn xảy ra những biến đổi khí hậu gây hậu quả thảm khốc. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hawaii, Mỹ, lượng tiền khổng lồ cần cho việc khai thác tiền mã hóa khi loại tiền này được chấp nhận trên quy mô xã hội sẽ làm tăng nhiệt độ toàn cầu lên 2 độ C. Điều này sẽ diễn ra trong thời gian chỉ khoảng 20 năm. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, lượng tiền các máy tính sử dụng để đào Bitcoin và lượng khí thải tạo ra do sản xuất lượng tiền này trong năm 2017 là 69 triệu tấn CO2, tương đương sức phát thải của 15 nhà máy năng lượng đốt than. Các tính toán xa hơn cho thấy nếu Bitcoin và các mã hóa khác được chấp nhận với tỷ lệ thấp nhất trên quy mô toàn cầu, thì lượng phát thải carbon từ khai thác loại tiền này có thể khiến trái đất ấm lên 2 độ C trong 22 năm. Còn nếu được áp dụng ở tỷ lệ trung bình, thời gian sẽ rút ngắn xuống còn 16 năm. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực tới Bắc Cực và khiến băng ở đây tan dần. Tuy nhiên điều này lại tạo ra một tuyến đường biển mới nối Đại Tây Dương với biển Thái Bình Dương. Hiện kênh đào Suez và kênh đào Panama là hai tuyến đường biển thương mại chính trên thế giới. Tuy nhiên trong tương lai, Northwest Passage, hay còn gọi là hành lang Tây Bắc, sẽ sớm trở thành tuyến đường biển mới quan trọng khi băng tan dần. Các tàu biển có thể thông qua tuyến đường này để di chuyển qua lại Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Với tuyến đường mới, hành trình di chuyển và chi phí của các tàu thương mại có thể giảm từ 1/3 tới một nửa so với hành trình cũ qua tuyến kênh đào Panama. Tiếp tục bản tin là những thông tin về kinh tế và tài chính. Thưa quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa công bố những đề xuất chính thức nhằm nới lỏng tiêu chuẩn cho vay đối với hệ thống ngân hàng, vốn được áp dụng sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Trọng tâm đề xuất của Fed là nới lỏng quy định với các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ, có tổng tài sản dưới 700 tỷ đô la Mỹ, vốn không phải là thủ phạm gây ra khủng hoảng tài chính. Những ngân hàng này sẽ được giảm tỷ lệ thanh khoản tối thiểu lên tới 30% mức hiện hành, qua đó thúc đẩy tính thanh khoản của dòng tiền. Ngoài ra, những ngân hàng được giảm sẽ phải đối mặt với bài kiểm tra áp lực vốn được thực hiện hàng năm của Fed. Chính phủ Anh thông báo sẽ phát hành đồng 50 xu mới để kỷ niệm sự kiện nước Anh rời khỏi Liên minh châu EU, còn gọi là Brexit, vào ngày 29 tháng 3 tới. Trong một thông cáo, Bộ Tài chính Anh cho biết, Sở Đúc Tiền Hoàng gia Anh sẽ phát hành đồng xu Brexit vào mùa xuân năm 2019, nhân sự kiện nước Anh chia tay ngôi nhà chung EU.
Hình ảnh đăng trên trang mạng của Sở Đúc Tiền Hoàng Gia Anh cho thấy, đồng 50 xu này có khắc dòng chữ hòa bình, thịnh vượng và tình hữu nghị với tất cả các dân tộc. Vị thế dẫn đầu trong không gian vũ trụ là điều sống còn đối với Mỹ và Lầu Năm Góc cần triển khai và sử dụng các vũ khí tấn công để bảo vệ lợi ích quốc gia nếu cần. Đây là tuyên bố mới đây nhất của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis về nỗ lực của Washington trong việc nâng cao vị thế trong môi trường không gian. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang tìm kiếm chiến lược hai mũi nhọn trong không gian, bao gồm việc biến các khí tài đặc dụng trở thành thứ khó bị phá hủy và dễ dàng thay thế, đồng thời cân nhắc năng lực tấn công trước các mối đe dọa tiềm tàng. Theo ông Mattis, không gian là khu vực thiết yếu cho nền kinh tế, thiết yếu cho lối sống của nước này và Mỹ đang ngày càng phụ thuộc vào nó. Ngoài vai trò giám sát và tình báo quân sự, các vệ tinh của Mỹ hiện nay còn được sử dụng trong hoạt động dẫn đường, liên lạc, thương mại và ngân hàng. Ông Mattis cũng khẳng định ý tưởng đằng sau của Tổng thống Trump về việc thành lập lực lượng không gian Mỹ không phải nhằm mục đích thiết lập một bộ máy mới tại Lầu Năm Góc, mà nhằm tạo ra năng lực tác chiến thực tế để tham chiến trong không gian nếu cần. Không chỉ tìm ma túy, hỗ trợ con người trong các nhiệm vụ phòng chống tội phạm, một nghiên cứu mới cho thấy chó có khứu giác siêu nhạy còn có thể phát hiện cả ký sinh trùng sốt rét bằng cách đánh hơi. Để hiện thực hóa công cụ mới này, các nhà khoa học Anh phối hợp cùng tổ chức từ thiện Medical Detection Dogs sử dụng một loại tất ni lông thu thập mẫu mồ hôi chân của những đứa trẻ từ 5 cho đến 14 tuổi tại Gambia để huấn luyện một số chú chó đánh hơi sự khác biệt giữa những đứa trẻ bị nhiễm và không nhiễm bệnh sốt rét. Kết quả cho thấy trong tổng cộng 175 mẫu thử, những chú chó đã xác định có 30 mẫu dương tính với virus sốt rét. Kết quả này khớp với kết quả thử máu của các nhà nghiên cứu. Trước đó, tổ chức này đã huấn luyện thành công chó xác định một số dạng ung thư và tiểu đường. Với kết quả lần này, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể sử dụng chó đã được huấn luyện như một phương pháp sàng lọc mầm bệnh sốt rét tại các sân bay và các cảng nhập cảnh khác để ngăn ngừa sự phát tán. Một nhóm các nhà hải dương học tại Mỹ vừa công bố một đoạn video cực hiếm ghi lại hình ảnh một con bạch tuộc Dumbo ở độ sâu hơn 3.000 mét dưới đáy biển. Theo thông báo, thì những hình ảnh ghi lại được là nhờ thiết bị điều khiển không người lái đặc biệt. Các nhà hải dương học từ tổ chức Ocean Exploration Trust đã phát hiện bạch tuộc Dumbo khi đang khám phá Davidson Seymour, một ngọn núi lưỡng ngừng hoạt động tại khu bảo tồn hải dương học quốc gia thuộc vịnh Monterey, California. Để ghi lại hình ảnh của con bạch tuộc siêu hiếm này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một phương tiện điều khiển từ xa đặc biệt. Sở dĩ loài bạch tuộc này cực kỳ hiếm gặp, bởi thường ở độ sâu yêu thích mà chúng sinh sống có thể lên tới 7.000 mét dưới biển sâu. Chính vì vậy, khi bắt gặp chúng ở khoảng độ sâu 3.000 mét, các nhà nghiên cứu hải dương học đã rất bất ngờ. Thưa quý vị, nạn phá rừng đang đe dọa cuộc sống của nhiều loài sinh vật tại khu vực bờ biển phía đông Australia, trong đó có gấu túi koala, một trong hai loài động vật biểu tượng của quốc gia này. Số lượng gấu túi koala Australia đang giảm nhanh chóng, ngoài lý do bị va chạm với xe hơi, vì các loài động vật khác tấn công và dịch bệnh. Thì nguyên nhân chính của sự sụt giảm là những khu rừng vốn là nơi sinh sống của koala đang bị tàn phá. Tại phía bắc Sydney, một trung tâm bảo tồn koala đang được chuyển đổi thành bệnh viện dành cho loài vật này, với chi phí lên tới 2 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái, bang New South Wales đã nới lỏng quy định cấp phép cho các hoạt động khai phá rừng để tăng diện tích đất nông nghiệp và làm trang trại, đất cho khu dân cư. Nếu tình hình không được cải thiện, gấu koala có thể tuyệt chủng tại tiểu bang New South Wales vào năm 2050. Đến kinh đô thời trang Paris của Pháp những ngày này, du khách và những người yêu thời trang sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các bộ sưu tập độc đáo kết hợp với món kẹo sô-cô-la nổi tiếng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong hội chợ sô-cô-la tổ chức lần thứ 24 tại Paris. Những bộ quần áo được trang trí bằng những thanh sô-cô-la đen và trắng này là tác phẩm kết hợp của các nhà thiết kế thời trang và các hãng sản xuất sô-cô-la. Những bộ cánh độc đáo được các nhân vật nổi tiếng trình diễn trong đêm hội với sự tham dự của hơn 1.000 người. Theo ban tổ chức, buổi trình diễn thời trang này nhằm chứng minh rằng sô-cô-la vốn từ lâu đóng một phần không nhỏ trong văn hóa Pháp, luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận. Những thông tin về diễn biến của kỳ họp Quốc hội tiếp tục là tâm điểm được các báo đăng tải trong ngày hôm nay.
Thông tin về việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ xin nhận trách nhiệm tại nghị trường khi gây lãng phí sách giáo khoa được báo Dân Trí đăng tải. Theo thông tin trong bài viết, Bộ trưởng Nhạ thừa nhận trước Quốc hội, với thực trạng sách giáo khoa như hiện nay, việc lãng phí là có thật. Bộ đã chỉ đạo thầy cô giáo hướng dẫn học sinh không chiết vào một số loại sách mà ghi ra dở, sử dụng sách giáo khoa theo hướng tiết kiệm. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, hiệu quả của các giải pháp này còn hạn chế. Trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết nhiều thông tin nặc danh trên mạng nhưng chưa có quy định xử lý và Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý trong xử lý những hành vi tuyên truyền, xúc phạm danh dự người khác trên không gian mạng. Tiếp tục phối hợp với các bộ ban ngành tuyên truyền phản bác các hoạt động bôi nhọ, xuyên tạc trên không gian mạng. Tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật những thông tin khác. Báo Thanh Niên vừa đăng tải thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thông qua đề cương quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng do Cục Hàng không soạn thảo và bố trí vốn để sớm triển khai nâng cấp nhà ga. Theo dự kiến của Bộ Giao thông Vận tải, đến năm 2021, sân bay Đà Nẵng đón 13 triệu lượt khách một năm, hàng hóa đạt 50.000 tấn. Báo Tuổi Trẻ có thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đề nghị tỉnh Khánh Hòa cho phép tạm dừng việc thỏa thuận phương án kiến trúc đối với các công trình khách sạn cao tầng cho đến khi quy định quản lý quy hoạch kiến trúc tại Nha Trang được ban hành. Lý do là do phần lớn khách sạn đã xây dựng ở khu vực đông dân cư và hạ tầng kỹ thuật đã ổn định. Có thêm các khách sạn cao tầng nữa sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường, gây áp lực lên hạ tầng giao thông. Liên quan đến sự cố rơi máy bay tại Indonesia, báo Sài Gòn Giải Phóng vừa đăng tải thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu hộ của Indonesia đã tìm thấy hộp đen giữa những mảnh vỡ nằm trên lớp bùn ở đáy biển của máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air rơi ngoài khơi biển Sava hôm 29 tháng 10. Chiếc hộp có màu cam và còn nguyên dạng, song không nói rõ đây là thiết bị ghi âm buồng lái hay thiết bị lưu trữ dữ liệu chuyến bay. Thưa quý vị, từ năm 2003 đến nay, ở khu vực công đã có 12 lần tăng mức lương tối thiểu chung, từ 210.000 đồng lên 1.390.000 đồng một tháng, tức là đã tăng hơn 500%, cao hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng cùng kỳ là hơn 200%. Tuy nhiên, trên thực tế thì mức lương thực lĩnh của cán bộ công chức viên chức vẫn còn thấp, chủ yếu để bù đắp trượt giá, chứ chưa đảm bảo nhu cầu sống cơ bản của cán bộ công chức viên chức. Mức lương thấp không chỉ khiến việc thu hút nhân tài gặp nhiều khó khăn, khiến tình trạng chảy máu chất xám và nạn tham nhũng ngày càng gia tăng, đồng thời cũng không khuyến khích được đội ngũ cán bộ công chức viên chức phấn đấu cống hiến. Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã thông qua nghị quyết 27 về đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức thuộc khu vực công, lộ trình đến năm 2030. Chính sách này dự kiến được áp dụng từ năm 2021 và cán bộ công chức viên chức kỳ vọng có thể sống được bằng lương. Chị Lâm Thị Mộng Trinh, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh. Với trình độ đại học, thâm niên công tác 15 năm, nhưng cộng lương cùng tất cả các khoản phụ cấp hỗ trợ đi lại, mỗi tháng chị Trinh chỉ nhận khoảng 7 triệu đồng. Để đảm bảo chi tiêu cho gia đình, chị Trinh phải rất tằn tiện. Bản thân mình làm 15 năm thì mới được như vậy, còn đối với những công chức viên chức mà mới ra trường thì rất là thấp. Họ sẽ không đủ trang trải nuôi sống bản thân mình, rất là kỳ vọng cho việc có lộ trình tăng lương sắp tới. Theo nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương 7 khóa 12, lộ trình tăng lương cho công chức người lao động đến năm 2030 sẽ trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2018 đến năm 2020 tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở như hiện hành, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế. Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, việc trả lương cho khu vực công sẽ chính thức được đổi mới. Theo đó, từ năm 2021, nhà nước áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang. Lương sẽ được nhân định kỳ phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước. Với lộ trình cải cách tiền lương này, dự kiến mức lương thấp nhất của công chức viên chức năm 2021 là hơn 4 triệu đồng một tháng. Với mức lương cao nhất đối với cán bộ công chức ở vị trí chuyên gia có thể lên tới hơn 33 triệu đồng.
Bản thân là cảm thấy là rất vui mừng, sẽ hy vọng sẽ cái tiền lương sẽ sắp tới sẽ được cải cách để đảm bảo được cái cuộc sống của cho gia đình bản thân, và bản thân sẽ cố gắng hơn hết mình làm việc và cống hiến cho Đảng, cho nhà nước. Một trong những chính sách đột phá tại đề án cải cách tiền lương của Ban chấp hành Trung ương 7 khóa 12 là điều chỉnh cơ cấu tiền lương. Theo đó, lương cơ bản chiếm khoảng 70%, các khoản phụ cấp chiếm 30% trong tổng quỹ lương. Bên cạnh đó, bổ sung tiền thưởng bằng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Nhà nước sẽ xây dựng ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hành. Việc trả lương theo vị trí việc làm sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả công việc của cán bộ công chức viên chức. Tôi thấy theo cái lộ trình tăng lương như vậy thì cũng hợp lý, cũng sẽ có tạo đà cho hoặc là thúc đẩy được cho các nhân viên công chức của mình sẽ làm việc nó hiệu quả hơn, đáp ứng được những cái tâm tư nguyện vọng khi công dân đến giải quyết hồ sơ. Các cái địa phương sẽ được chủ động trong cái việc sắp xếp tinh gọn cái đội ngũ, cái bộ máy cán bộ công chức có năng lực, trình độ để giúp nâng cao cái năng suất lao động. Đồng thời cũng tạo cho các cái địa phương có cái quyền chủ động hơn trong cái việc lựa chọn những cán bộ công chức tâm huyết cũng như những các cái chuyên gia có cái chất lượng cao để giúp cho xây dựng cái cơ quan tổ chức càng cao. Để chuẩn bị cho lộ trình tăng lương mới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang triển khai đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Đến nay, Sở Nội vụ đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 32 quyết định phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực đối với 38 trên 49 cơ quan hành chính của tỉnh. Đối với 472 đơn vị sự nghiệp thuộc giáo dục, y tế và sự nghiệp khác, Sở Nội vụ đã thẩm định được 425 đơn vị, đạt gần 90%. Những cơ quan đơn vị còn lại sẽ hoàn tất trong quý tư này. Song song với việc triển khai đề án vị trí việc làm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, đảm bảo cho việc triển khai hiệu quả lộ trình tăng lương mới. Các tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, tổ chức quán triệt nội dung nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng để cán bộ công chức viên chức và mọi người dân nắm rõ chủ trương này nhằm ổn định tư tưởng, tổ chức và tạo động lực để cán bộ công chức viên chức yên tâm công tác, phấn đấu trong thời gian tới. Thưa quý vị, việc cải cách chính sách tiền lương với các chế độ đãi ngộ khen thưởng xứng đáng sẽ tạo động lực cho cán bộ công chức viên chức nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ. Qua đó cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì việc cải cách chính sách tiền lương cũng góp phần quan trọng vào việc khuyến khích và thu hút các nguồn lực lao động, thúc đẩy tăng năng suất lao động. Chở quá số người quy định là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong luật giao thông đường bộ. Điều này thì tôi tin chắc là người tham gia giao thông ai cũng biết cả rồi. Thế nhưng biết không có nghĩa là chấp hành. Bằng chứng là hình ảnh chở quá số người quy định vẫn khá là phổ biến trên đường. Thực tế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong khi lưu thông. Việc xe máy chở được bao nhiêu người để an toàn, tiêu chí này đã được các nhà sản xuất xe tính toán và cân nhắc phù hợp. Theo đó, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật đã được thiết kế để bảo đảm độ an toàn với tối đa 2 người ngồi trên xe. Điều này được diễn giải một cách nôm na rằng, để cho tay lái xe máy không quá nặng, dễ dàng cho người điều khiển xe, nhà sản xuất đã xác định tỷ lệ phân bố trọng tâm của trục bánh xe trước luôn thấp hơn so với phần tải trọng phân bố lên trục bánh sau, với điều kiện trên xe có 2 người. Tỷ lệ này được tính toán đảm bảo an toàn ngay cả khi xe đang chạy với tốc độ cao. Khi tiêu chuẩn bị vi phạm, sự phân bố trọng tải cũng sẽ bị thay đổi theo. Lúc này trọng tải bánh sau trở nên quá nặng, dẫn đến tình trạng là bánh trước mất độ bám đường, khiến tay lái trở nên khó điều khiển hơn. Cái việc chúng ta chở quá nhiều người như vậy, thứ nhất là nó sẽ làm cho cái trọng lượng ở trên xe nó sẽ nặng hơn. Đấy, bởi vì là cái áp lực hơi trong bánh xe nó cũng chỉ có ở một cái mức độ nhất định thôi. Và nhà sản xuất người ta đã định lượng rồi, làm cho cái áp lực hơi trong bánh xe của chúng ta nó giảm xuống. Cái việc đó nó sẽ thiếu linh hoạt
trong cái việc điều khiển xe, thì cái việc chúng ta bẻ lái nó bao giờ nó cũng sẽ nặng hơn, khó hơn so với cái việc mà áp lực hơi nó ở trạng thái bình thường. Hành vi chở quá số người quy định đặc biệt nguy hiểm trong trường hợp xe chạy tốc độ cao hoặc trong trường hợp người điều khiển xe vượt một xe khác cùng chiều. Bởi vì khi đó lực của gió và lực quán tính giữa hai xe sẽ đẩy ngược vào người ngồi trên xe, càng dồn trọng lượng về phía sau nhiều hơn. Hậu quả là bánh trước có lúc gần như nhích khỏi mặt đường, khiến cho người điều khiển rơi vào tình trạng mất lái, không làm chủ được tình huống và tai nạn giao thông dễ dàng xảy ra. Để quý vị có thể hình dung rõ hơn về sự nguy hiểm khi chở quá số người quy định, mời quý vị theo dõi phần minh họa do anh Trần Văn Tài và anh Huỳnh Kim Minh Trí, nhân viên lái xe an toàn thuộc hệ thống Honda Hết Nghĩa, thực hiện với sự tham gia của các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Phú Mỹ. Và mình sẽ nói đến một vấn đề, nó rất là thường xuyên mà mình thấy là thường xuyên mình gặp phải, nhất là khi mà mình ra mình đi ngang qua những cái trường cấp 3, là chúng ta sẽ thấy là các bạn học sinh là chúng ta có cái tình trạng là kẹp 3, đúng không? Chạy xe mà chở kẹp 3 hoặc kẹp 4 thì nó sẽ nguy hiểm như thế nào? Rõ ràng là chúng ta đều thấy là luật pháp đều quy định là chúng ta chỉ được chở 2 người thôi, đúng không? Đó, trường hợp có thêm một trẻ nhỏ dưới 7 tuổi đó, thì khi chở 2 thì bản thân chúng ta sẽ lên mẫu lên. Nếu chúng ta chở 2 người và bạn lên ngồi ạ, thì tư thế lái xe của anh Thành rất là thoải mái, đúng không? Anh Thành lái xe với tư thế rất là đúng như 7 bước hồi nãy mà mình hướng dẫn cho các bạn, rất là thoải mái và dễ dàng điều khiển và an toàn, và cả người sau cũng rất là thoải mái, đúng không? Tuy nhiên nếu chúng ta kẹp thêm một người thì như thế nào? Rõ ràng là cái tư thế của anh Thành đã bị thay đổi, và anh không còn thể nào mà có cái tư thế mà ngồi thoải mái giống như ban đầu nữa đó. Và bắt đá bắt đầu khó chịu và đều khó điều khiển hơn rồi, đúng không ạ? Rất là khó đánh lái. Mà nếu chúng ta lại càng kẹp thêm một bạn vào phía sau này, khi mà chúng ta chở kẹp 4 như thế nào? Trọng lượng của chiếc xe lúc này bây giờ đã bị thay đổi, đúng không các bạn? Và mọi trọng lượng dồn ra phía sau mà anh Thành bị ép ra phía trước như thế này, thì các bạn thấy sao ạ? Rõ ràng là càng khó điều khiển hơn, đúng không? Rất là khó trong việc đánh lái và điều khiển. Rồi không may nếu như mà chúng ta gặp tình huống khẩn cấp mà chúng ta thắng đi, thì các bạn thấy sao? Khi mà chúng ta thắng là tất cả trọng lượng của 4 bạn đều dồn ra phía trước như thế này, anh Thành không còn xử lý được nữa. Hoặc là nếu như mà chúng ta đang chạy như vậy, học sinh mà, chúng ta vừa đi xe về, chúng ta nhiều khi mà chúng ta còn đùa giỡn nữa, thì không may mà chúng ta gặp một cái tình huống khẩn cấp nào đó, ví dụ chúng ta cán vào cục đá đi, đúng không các bạn? Thì rất là làm cho chúng ta mất thăng bằng, 4 người là mất thăng bằng cái xe của mình, là mình không thể nào lái được. Cho nên đây là những điều rất là nguy hiểm khi mà chúng ta lái xe mà chúng ta kẹp 3, chở kẹp 3, kẹp 4. Thứ nhất là các bạn sẽ bị những chú cảnh sát giao thông bắt các bạn và bị hạn kiểm. Cái thứ hai là nguy hiểm cho đến tính mạng của chính bản thân của các bạn, và nguy hiểm đến cho cả những cái người tham gia giao thông khác nữa, khi mà các bạn không may tạo nên cái sự nguy hiểm đến cho người ta. Thì mình khuyến khích là các bạn không nên chở kẹp 3, kẹp 4 khi mà chúng ta tan trường hay là đi xe máy chúng ta đi học nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một điều nguy hiểm nữa mà tôi thấy cần phải nói thêm là số người thương vong trong những vụ tai nạn giao thông có vi phạm chở quá số người quy định tất yếu cũng cao hơn những vụ tai nạn giao thông không có yếu tố vi phạm này. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, chúng ta hãy chấp hành đúng quy định về số người được phép chở. Và quý vị nhớ nhé, chúng ta chỉ được phép chở quá số người quy định trong 3 trường hợp thôi. Một là chở người bệnh đi cấp cứu, hai là áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, ba là chở thêm một trẻ em dưới 14 tuổi. Thông tin tiếp về cơn bão số 7. Bão số 7 vẫn đang di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ chiều nay, bão cách Đài Loan khoảng 430 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, bão số 7 có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp và tan dần. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 2 tháng 11. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục duy trì thời tiết khô ráo. Do tác động của bộ phận không khí lạnh tăng cường nên cường độ nắng giảm, ban ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Thời điểm trưa chiều, tại một số nơi xuất hiện cảm giác oi bức. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, trời không mưa và có nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%.
Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, trời không mưa và có nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 2 tháng 11 năm 2018, mực nước cao nhất 375cm xuất hiện lúc 21 giờ 30 phút, thấp nhất 140cm xuất hiện lúc 13 giờ 30 phút. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự sau.